Xin chào tất cả anh em nhé. Đây là F10 được lắp trên xe X-Cruiser. Đây là xe X-Cruiser. Vì vị trí ở bên sườn này chúng ta rất khó để độ được bi gầm. Đấy, và bi nguyên bản của xe nó là bi LED nhưng ánh sáng rất yếu. Còn đây bi pha, nó là pha halogen. Ở phần bi gầm thì chúng ta không độ được. Do vậy Autour số 5 Mỹ Đình đã tiến hành thi công lắp đặt cho bác chủ xe vào vị trí gầm như thế này. Rất đẹp luôn. Sản phẩm bi gầm bảo hành 24 tháng, nhiệt độ màu lại 4300, cho ánh sáng rất bóng đường. Đây anh em có thể nhìn đấy, mặt cắt rất mịn nha, mặt cắt rất mịn, nhiệt độ màu là 4300, mặt cắt mịn bám đường, đi trời mưa cũng như đi đường sương mù là tương đối tốt. Anh em thấy bi hai chế độ pha và cốt, đây là mình đã pha ra các bạn xem, rất sáng nha các bạn nha. Sản phẩm lắp đặt tại Auto 365 Mỹ Đình. Các bác vui lòng liên hệ đến Auto 365 Mỹ Đình. Em sẽ tư vấn cho các bác. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác nhé.